Kazuha là một người yêu tự do. Anh tin rằng mọi người đều có quyền được ước mơ, không ai có thể tước đoạt được quyền đó, kể cả thần. Ngày nọ, khi Kazuha đang đi lang thang trên con đường mòn, anh gặp cơn mưa lớn và xin trú tạm lại nhà của một người dân. Trong lúc nằm nghe tiếng mưa rơi, Kazuha suy ngẫm về cuộc đời và ngộ ra đạo của chính mình. Nếu tâm trong sạch, thiên địa vạn vật cũng sẽ sạch trong. Trong tay có đao, trong tâm có đạo, đường đi phía trước dẫu có gian nan cũng không việc gì phải sợ hãi. Ôm suy nghĩ đó, Kazuha chìm vào giấc ngủ. Và sáng hôm sau, anh thức dậy với một vision phong trên tay. Kazuha không hề kén chọn, nhưng anh lại thích những món ăn cầu kỳ, bởi ăn uống khiến cho con người ta vui vẻ, và đã là thú vui thì chẳng thể xuề xòa. Kazuha nấu ăn rất giỏi, anh có thể biến món cá đơn thuần thành mỹ vị đỉnh cao. Món cá nướng đặc biệt của anh mang tên là tuyệt tác thế gian, bạn sẽ được nhận nó vào ngày sinh nhật của Kazuha 29 tháng 10. Cuối cùng, Kazuha từng khen nhà lữ hành nấu ăn ngon và chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của anh trong lĩnh vực ẩm thực.